Last pick cho bên phía team Tratic đó là Templar Assassin. Templar Assassin dành cho Gabby. Thôi còn đấy thì tôi nghĩ là chơi cho mình cũng thôi. Còn chơi Tuna thì nguy hiểm lắm. Rồi, mà sao thôi, tại mới chết được thì Daniel vẫn như tình huống quay lên. Lại là những tình huống bắn rất đau đầu khi Phoenix. DJ ta đang do dự trong cái tình huống cứu người. DJ ta không còn mana nữa. Nên cho mình đó là một cái Blindstone. Và đó sẽ là giấy Fade. Có di chuyển ra Roam đến từ Flyhard, chói được vào Ember rồi. Nhưng các tình huống bên phía của team Fnatic họ đang phản công với TP đến Genio. Flyhard anh ta không còn cho mình, đó là Fairify. Và Flyhard lấy mặt điểm số, Ameo ta không chết trong vừa rồi. Tự của DJ rồi. DJ ta đang bị slow. Có Selfcraft. Vẫn sẽ dí theo từ Pango. Một tình huống Suabaco nữa nào. DJ ta lấy bản điểm số ngay. Rồi, chọc rất đau cái đầu của Gabby. Rolling Thunder tung ra, Gabby anh ta sẽ chết thôi. Rồi, ra ăn run gặp ngay hai quả Golden cũng như là Dubu. Ngay lập tức là Ember anh ta bay vòng xuống bot luôn. Gabby vẫn đang chảy cuối cùng top lên. Lên bảng đếm số luôn, sao farm rừng thì cũng farm đi. Trời đất. Rõ ràng là đang farm rừng. Rồi, dưới bot thì Ameo chém chói được vào Raw Ranger. Ameo ta đang cố gắng để có thể lùi về. Ameo ta dính Lixit rồi. Rồi chết thôi. Tiếp tục sẽ là cây Phoenix. Không hiểu là Phoenix họ đang làm cái gì trong game này đây. Tốt thì Masaros đây đang cũng ăn được mạng của Genio. 8-3 với cái Lixit thì không nhiều rồi. Xong lại để cả đến ông Ameo này nữa. Không hiểu là TP top làm cái gì. Một tiền dắt lửa thì làm sao mà làm được gì được ở lên này. Luna kề, ném chói được vào đầu của Shadow Shaman. Chết bảy hát rồi. Biết mà, biết con Rao chết ba người. Ultimate của Snapfire tung ra. Chết Chin ra lên bản điểm số rồi. Tiếp tục bắn chém chói được vào đầu của Chin. Chin cũng chết. Golden đang bị dí vào. Và ở đây thì Snapfire cũng đã bị chói đến từ Saman rồi. Snapfire lên bản điểm số. Làm đúng như thế thì sẽ thắng. Còn trong trường hợp đen đen mà lên 2 round mà lỗi thì cũng biết. Ở đây thì có một tình huống smoke và đã chết cái vị trí của Golden rồi. Flyhard cũng đi luôn. Ở dưới kia còn có cả Luna Kane cho Ember nữa. Dubu, anh ta đang bị dí bởi những con đệ của Master. Sống rồi không đây. Dubu ta có Overgrown nhưng mà đây có Raw Ranger rồi. Anh đang cố gắng để chém người của Dubu nhưng cái hồi máu từ Lixit này là tương đối nhiều. Và phát hiện ra Genio ở đây. Genio anh ta sẽ là người đi thẳng bốc luôn. Các thành viên còn lại thì khiến Team Matic có sẵn được về. Bắn chết được cả Lina, bắn chết được cả mấy con kiểu Razor với cả Deathshark. Nhưng mà nó khó chơi quá và nó cũng không thực dụng. Chẳng qua là nó farm nhanh hơn, nhưng mà đi lên thì Kling lại bắt đầu đi lên yếu thì farm thôi. Rồi chói được vào người của Ember, vẫn chết rồi. Rồi có Zone Dam vị trí của Raw Ranger của Jackie, nhưng Jackie anh ta có thêm Magic. Rồi roll được bắt đầu của Pango, khi Pango đang lăn. Lina anh ta chữa, đúng hơn là TA anh ta có được mạng của Pango cùng bot lên. Tiếp theo sẽ là Dubu, một mèo xoài Dubu chết luôn. Bây giờ thì Ember xuất hiện rồi, Flyhard đang bị dí vào, Raw Ranger anh ta không còn sát thương. Ném được Gabby ra, cố gắng để cứu Gabby, mà sao anh ta đang cố gắng cưa người của con TA này, TA đã chết rồi. Nhưng Gabby chạy kiểu gì đây, Gabby mất cho mình đó khiến Evit. Bốn người với team Evit đã chết. Mình team Ember là người sống sót, thì làm sao có thể gắn team đây. Đang bị dồn đam vào trên săn là hay từ DJ. Masaros anh ta đang bị quẩy, nhưng giết Masaros rất khó khi mà Masaros anh ta có cả Van, có cả Blade Mail, có cả Senyasa, Senkaya thì đúng hơn. Có Genio, Lee, DJ, Lee, ok kìa, Ameo. Cứ dí mọi người ở Timber ạ, toàn là hero hệ Xuyang nhưng mà cứ đi cạnh con Timber thôi.
rồi không về vì Timber thì bây giờ người chết lại là cả ông Divaster này luôn. Một cú nữa. Vẫn cú không. Mặc dù AK Blink nó không phải là trang bị dành cho những con hero đan tay, nhưng mà con NF thì nó được có cái ulti của nó là cái lại skill đặc biệt. Thì nó lên thôi. Ôi, chúng hòa phong ulti lên đến từ Genio. Genio chết, đến đây sẽ bị kẹp. Ôi, nó sang bị Rune. Nhưng mà trong Vassalot có vẻ như không quan tâm lắm rồi. Ê, nên quan tâm dần đi, nên quan tâm dần đi, bắn đau đấy. Và Gabi thì ta nên lùi về. Ameo kích hoạt cho mình BKB và đang muốn dí một người của Jacky ở đây. Ăn mạng Playhard chẳng, chém chói được Playhard rồi. EJ tới, có pha snap cookie. Playhard thì đã chết luôn. Thì Phoenix vẫn đang muốn đuổi theo vị trí của Jacky, nhưng Jacky đã lùi về rồi. Rồi, Lina bốc hơi luôn. Đúng là TA bốc hơi luôn. Thế là mất Roshan rồi. Nát có lẽ sẽ cố gắng phải tung ulti vào thôi. Chém chói rất nhiều người. Bật chi cái đi và ký vào người của Shadow Shaman. Shadow Shaman đã chết. Mở phong ulti lên đến từ Genio. Nhưng mà micro gấu cho cẩn thận. Ra nó bắn chết cả gấu bây giờ. Khi dây, ta đang muốn bắt vào vị trí của Conan. Bây giờ thì đổi hướng sang canh vị trí của con Bùi ta quá khỏe. Genio ta không có cho mình được ulti. Blue Master Genio những con người phá quát, phá smoke ở đây. Câu được thêm cả ulti của Playhard nữa. Một tình huống chết thành công. Ôi, một roll. Không kịp làm gì luôn. Quân bị trên tăng đến chết. Gabi ra mở BKB để ăn luôn mạng Golden. Nhưng ta đang có một tình huống BKB lỗi. Thôi chứ xong. Gabi ta chỉ dồn đam, Gabi chết rồi. Kalender đang bắn cả thế giới luôn. Kivinic đang dồn đam. Kivinic vẫn còn BKB. Nhưng mở BKB và TB về nhau là hơi chậm. Kivinic ta vẫn về được với một tình huống stun đến con gấu. Mình Ameo ta đang quẩy và Ameo ta cũng sẽ về được rồi. Genio ta bị đổ sai. Hát luôn. Ember ta lao vào và quấy sẽ có cất thẳng vị trí của Saman. Saman bị dồn đam đến chết luôn. Saman ta có bài bách. Nhưng Ember thì bị giữ chân lại với cái tình huống ultimate của Chin. Bây giờ thì Tembra Assassin về không đây. Có rô thẳng vào đầu Fango rồi. Fango ta bị dồn đam. Fango đã chết. TA Gabi sẽ lùi về. Đang điều lợn vào nhưng Ranger ta bắn lợn khá nhanh. Cắm cả rắn này là Rosa. Snapfire đang đánh lỗi. Ember và Ameo ta cũng đang bay lỗi ở đây rồi. Ember đang muốn dí vào người của Saman nhưng Saman có BKB. Và đây sẽ khiến cho con Ember bị cài. Ember bị trói, bị disable, bị dồn đàm. Fango đã chết nhưng Ember ta đang bị disable rất lâu. Cố gắng để bắt được mạng của Saman nhưng Saman ta khỏe quá. Saman đã chết rồi. Một mình Jacky ở đây đang là người sống sót. Ranger xuất hiện. Có lẽ là giờ sẽ phải lùi về thôi. Ba người của Blitz lên bảng đếm số. Thì bản con TA này nó có 10 trạng reflection cũng bao giờ nó mới nổ. Team Phoenix chúng ta cần phải lùi về. Thì có người Team Phoenix khá đau. Phoenix sắp chết rồi. Tembra Assassin thì sao? Không dứt điểm được một người của Jacky. Ameo mở BKB lên. Cố gắng dí một người của Rao nhưng Ameo tôi nghĩ ta nên lùi về đi. Ở bên ngoài Timber đang cân đổi. Và bên phía Team Blitz họ đang ăn được rất nhiều những cái mạng của support đối phương. Gabi ta không còn BKB nữa. Đã còn cho mình đó là cái reflection nhưng mà bây giờ thì Gabi đúng là Gabi đi rồi, tự nhiên lại lao vào bắt con Rao. Trời đất ơi, Verdict vừa tự hủy. Godlike mà Masaroth à, mình đang bắt vào vị trí của ai đây? Con Ru á. Ra tí nữa một lần BKB rồi đấy. Hết bóng. Có rô vào đầu của Saman. Tập chết được Saman không đây? Tập chết được Saman rồi nhưng Jacky vẫn còn sống. Jacky đang dùng Shadow Blade và lùi về. Ember chuyển ra với Barak của mình. Jacky đã có Manta. Tiếp tục disable. Tiếp tục dồn đam vào Playhard. Playhard die back. Gabi đã có double kill. Bây giờ thì ai sẽ là người giết Jacky đây? Jacky bắn kìa. Ôi, Beyond Godlike cho Team Sò. Cố gắng để em vào người của Jacky nhưng Tembra Assassin die back. Jacky bây giờ đã chết. Jacky đã có bài back. Ba bách ra luôn. Bây giờ là 3-5, 3-4. Không còn giáp trên người của Ember, cũng không còn Fire Emblem. Ameo anh ta đi rồi. Bye bye Ameo, 3 người đai bách. Ra toát luôn. Đi được cô lên, đi Gabi.
không cho Blitz. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với diễn biến chính trận đấu thứ hai giữa Fnatic cũng như là Blitz. Cũng chưa tăng cho mình đó là Isaac, nhưng bây giờ thì Abaddon của Dobu liên đổi ăn stun và dính những cái điểm vào bàn tay rất đau. Phớp đắt dành cho Key Phoenix. LC thì có vẻ như sẽ lên cho mình nó một cái giày phây rồi. Thần đệ anh ta có một cái tình huống đi tự sát. Tốt từ Gabby, rất yếu máu. Liên tục là bị dí vào, chip lên bên cái Deep Blitz. Có stun vào đầu của Ground Ranger. Nhưng mà DJ cùng với cả Dobu chúng ta đang làm quá tốt cái nhiệm vụ của mình ở cái lane này. Các player bên phía Fnatic không thể làm áp sát được và DJ một lần nữa chết. Có nhấc được Genio và đang là dồn đang vào Zeki, cắm cọc ra rồi. Zeki bị chặn đường, có được tình huống búp Lightning Armor, đúng hơn là Protective. Zeki chưa chết và Genio mới là người phải nằm xuống. Ăn được mạng của Dobu. Gabby đã có mạng của Dobu nhưng Zeki đã cũng có mạng của Genio. Sao đôi người ta cắn phải chiêu kia Phoenix của dưới bot. Phoenix cắn rất nhiều máu ở đây. Vẫn tiếp tục nhổ và cắn lại là một tình huống solo kill đến từ Masarot. Trời ơi. Lại là Zone đang bật Playhard. Playhard đã chết rồi. Có Silent ra. Không ăn được mạng của DJ. Zone đang phải chiêu kia Phoenix với sự hỗ trợ của Tiny và Golden. Phoenix về được không đây? Về được rồi. Chết luôn khi cái nick của cái bot khó lăn vào vị trí của Jacky trên top, nhưng có Abaddon siêu không đầy. Abaddon đã cố gắng để cứu vị trí của Jacky nhưng không được. Thì anh ta vẫn đang sống này. Genio là người chết ngược, trời ơi, ăn được cả cọc luôn, chết hai mạng sắp phong đối phương 3-8. Bên phía Fnatic họ đang bị CA cả hai em, họ tot và combo nhện tới Amel. Được gói bóng để cứu nhưng không được cứu gì. Chỉ là DJ cũng chết luôn. DJ lên bảng điểm số, Masarot có Dominating. Rơi vào tầm khoảng 3.700 thôi. Nhưng cũng đang bám rất sát sau cả các Coil rồi. Vùng ra với Rubik rồi, Rubik đang chặn đường. Đến Dewar. Ok, chưa Dewar Rubik được nha. Masarot tới rồi. Dubu cũng tới với những tình huống áp lực siêu để cứu. DJ đang bị dồn đam vào. Masarot anh ta sẽ phải lùi về, cọc của anh ta cắm ra. Flyhard mất rất nhiều máu, Flyhard bị dính lasso. Golden cũng đang cố gắng lùi về, Golden bị dính Dewar. Ground Ranger đã tới rồi, có xác định được 3 nhưng rất khó để giết được người. Người nằm xuống thì chỉ là một mình con Undead thôi, nhưng mà DJ được hồi máu đến từ Legend Commander lăn bóng lên trên đồi, nhưng vẫn bị truy đuổi từ Masarot. DJ anh ta cũng chết, quá rầu. Bot thì kiếm đến bị dí vào, bị slow. Undying ở đâu đó vừa mới chết. Rubik đang cố gắng để cứu, săn được đôi người. Lại là một tình huống Dewar không có đam. Rồi, lên Dewar thẳng vào người của Rao, nhưng đằng sau có backup đến từ Dubu. Có rất nhiều hỗ trợ để cứu Dubu, anh ta cứu được Rao rồi. Rao mất cho mình đo mạng Kenegit. Kích hoạt được World Time lên, Masarot tới ăn vào mạng của Genio. Khi Phoenix anh ta không còn Dewar nữa, anh ta sẽ làm gì đây? Amel anh ta cố gắng lasso vào người của Dobu, đúng là vào người của Zeki. Zeki ta lại được hỗ trợ bởi Abaddon, vẫn đang cố gắng để cứu Zeki. Dobu anh ta còn một chút máu nữa, nhưng bây giờ thì Zeki ta đã bị dồn đam, lại được hồi máu đến từ Dobu. Không chết được Zeki và người chết thì chính là ba thành viên của Fnatic. Rồi, Lina anh ta bị tót về vị trí của Masarot rồi. Gabi ta chưa có BKB. Một giây nữa BKB mới hồi xong, nhưng kể cả bật BKB thì vẫn chết thôi. Con người và người của con Rubik lại không có đam để tắt phải, thế là lại không có đam luôn từ LC. Người bắn rất đau ở đầu của Dobu. Ground Ranger đang tới, có lẽ Dobu sẽ bỏ lại cái mạng của mình ở đây thôi. Những người của Jacky đã có sai lầm. Giống ông LC này mua BKB xong thì chết đầu luôn. Cô đừng mở BKB lên. Dewar vừa của nhện rồi, bắn rất đau. Nhện vẫn chưa chết, nhện anh đang không chết mà anh ta bắn được giấy giải lên. Nhưng cái tình huống vừa rồi đã giúp cho bên phía Team Fnatic có mạng của nhện rồi. Bây giờ thì bên phía Team Fnatic họ đang cố gắng để có thể lao lên. Cô đừng anh ta không còn cho mình đó là BKB nữa.
hai bách gian từ Rubik và TV ra khu vực Abort để có thể hỗ trợ những đồng đội của mình. Rubu kích hoạt Rubu thảm. Và tích đang dẫn 3.000 tiền. Rồi lao vào dồn đam với Tiny. DJ đã gói bóng được, nhưng bây giờ thì có Dewar và người Tiny. Tiny giáp khá to, mất hiệu ứng Dewar. Amel bị bắn rất đau đến từ vị trí của Jackie. Cướp được Dewar đến từ Rubik và Jackie. Anh ta bắn chết được vị trí của Amel luôn. Bây giờ thì truy đuổi vào các thành viên của team Fnatic nào. Masalot đang là người lao lên, Evident được hai người. Tiny đang bị dồn đam, nhưng Gabby đã có BKB. Cô đừng chết rồi, chạy quá xa và không hề có BKB. Ai bị nhấc, Dewar. Drown, bắn được tới à? Drown anh ta cũng có tình xử lý lỗi. Và bây giờ anh ta không chết. Trời đất, nghe nó không uy tín chút nào cả. Dồn đam rồi, mở BKB lên, bắn rất đau cho Jackie. Jackie đang bị cancel mất những tình bắn tay. Amel người ta về được. Ubix lại chết rồi, Jackie đang có về được không đây? Ubu anh ta đã bị dồn đam, nhện đang cố gắng để focus vào vị trí của Lina nhưng nhện đang dính lasso rồi. Thì có vẻ những cái position bên phía team Blitz đang không thực sự quá tốt ở đây. Jackie thì dính vào. Về đấy thì chết này, Abaddon đã đi. Tiny của Coden vẫn chưa làm được gì trong pha vừa rồi. Ba người bên phía của team Blitz chết rồi. Bờ linh vào nhưng không có những tình huống bắn bóng, và bây giờ thì dồn đam ngược lại vào đầu của DJ. DJ cố gắng để có thể tẩu thoát thành công. DJ ta vẫn đang bị slow, vẫn bị slow đến từ vị trí của Round Ranger. Thế của team Fnatic không dám chạy theo, bây giờ thì nhện đã bị dùng cắp rồi. Nhện chết luôn, ngủ bài bách. Rồi bắn vào người của LC, LC chết. Bắt BKB đến từ Jackie. Rồi độ sai luôn. Đá Dubu về. Dubu anh ta có fog tap đến đổi. Lasso để mình nhận, nhận lại bị dồn đam. Lại là vị trí đôi từ Masaros, nhưng bây giờ từ Dubu. Không còn Dubu tham nữa. Đánh kiểu gì đây? Dubu của Dubu chết rồi. Cũng đi từ Masaros, quá lỗi. Rồi lại đá được Abel ra ngoài. Bắn rất đau. Tiny lao ra, tấm tay đôi với cả Lina. Lina anh ta gần chết luôn. Rubik thì đến bản biến cố rồi. Jackie vẫn đang cùng dưới thay bắn cọc. Lại đá được cái con nhện ra ngoài. Con nhện ta lại bị dồn ra. Nhưng lần này nhện ta có đĩa. Thì cái đĩa này có vẻ cũng không đủ để cứu con nhện này. À không, vẫn đủ được về. Bớt chết được Undying rồi. Đẹp nhà vẫn là dẻo cho bên phía team Leap. Vẫn đang lao lên, nên nhớ rằng Badrider và Gabi vẫn còn sống. Rồi lại đá được con nhện ra. Nhện này khổ quá. Ngoài là đánh combo chết được DJ. DJ có buyback nhưng không có creep. Vẫn đang muốn 3-5 luôn. Cắm quát ra. Rồi dồn đam vào LC. Rất đau nhưng LC ta có BKB. Không về nhanh là chết hết này. Rồi lasso được hai người. Jackie đã được cứu bởi Abaddon. Jackie đang cố gắng để lùi về. Jackie có Blink, có Manta. Abaddon chưa chết. Tiny Blink lên combo. Phoenix lên bảng đếm số trang. Phoenix vẫn chưa chết ở đây. Phá được cọc rồi và Undying ta die back. Play hát Fox Tap lên để mở cho mình cái đớt. Vẫn đang muốn đuổi theo. Rồi Phoenix cũng chết không đây. Bắn Phoenix chết rồi. Phoenix không có buyback. Ai đó thì phải đá được con Abaddon thì vào trong rồi. Nhưng bên phía của team Blitz họ chỉ quan tâm đến Mega Creep thôi. Vẫn không có bách đến từ Lina. Trời đất, đánh thật như thế luôn á. Lina anh ta vẫn chưa bách ra, 2 giây mới hồi sinh. Dewar được một người, con những con gần đây đã có bách rồi. Bên phía team Blitz họ lùi về hết. Đã là Mega Creep, bù bù anh ta cũng đi về được luôn. Dewar vẫn đứng ngay luôn á, là vẫn chết luôn. Mà sao lại đánh Sam rất tự tin, có đĩa không khác. Rồi Dewar bắn vào đây rồi. Bắn rất đau vào đây rồi. Anh ta được cứu bởi một con Tosca. Bây giờ thì sao? Bây giờ anh ta được đá về chẳng? Amel anh ta vẫn lùi về một chút máu nữa. Tiếp tục là Dewar và người của Genio. Đúng rồi, người của Playhat. Playhat đã chết rồi. Jackie bắn đau đấy, nhưng đối phương có rất nhiều Endis, cũng như có rất nhiều skill để cứu. Bây giờ thì Masaros anh ta lại bị rút về.
Rubik bài bách ra rồi. Tiny quăng cây rất đau và chết rất nhiều thành viên bên phía của team Fnatic. TJ còn một chút máu nữa thôi. Genio vẫn đang cố gắng lao lên nhưng Genio lên bảng điểm số không qua bách trên Utoska. Gordon có cho mình đó triple kill với tình huống quăng cây của mình. Triple play. Bây giờ sẽ thành nhà chính thôi. Chúng ta một cách nào bắn kìa. Ở khi này hit người của Round Ranger. Quăng cây, Gabby mất rất nhiều máu bị nhấc lên rồi. Phải mở BKB để lùi về từ Gabby. Không muốn là BKB được cứu từ Kipinic. Bây giờ thì sao? Gấp được đôi người nhưng có giải. Abaddon cũng qua được Abaddon siêu rồi. Lại tiếp tục là gấp vào vị trí của một con Rubik. Nhưng Tiny quăng cây là quá đau của Banner lên bảng điểm số. Tiếp theo sẽ là Legend Commander. Lina bị dí bởi Masaroth. Lina đã phải lùi về nhà rồi. Lina không còn nhiều máu. Banner hết chiều và bây giờ sẽ là GG thôi. Gabby đang vào giữa đội hình bên phía của team Leaf nhưng có vẻ như là không đủ rồi. Mua Divine. Đấy nhưng mà rời luôn. GG được phun lên 2-0 cho Blitz. Yeah. Tư vấn vẫn chính xác luôn. 2-0 cho Blitz. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với đội thứ 3 giữa hai đội tuyển cuối cùng của vòng đấu SEA ngày hôm nay.